nghị chứng khoán giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, năm 2017 và đầu năm 2018, thị trường đã chứng kiến hàng loạt các doanh nghiệp đã và sẽ có kế hoạch lên sàn chứng khoán. Những cái tên từ lĩnh vực ngân hàng như HD Bank, TP Bank hay Techcombank và bất động sản như Hải Phát, Sailand, chứng khoán như chứng khoán Tân Việt, chứng khoán HFT, làn sóng doanh nghiệp lên sàn chứng khoán cho thấy điều gì? Thị trường chứng khoán có gì hấp dẫn? Liệu có lo ngại cung vượt quá cầu hay không? Chứng khoán cuối tuần này sẽ cùng bàn luận về chủ đề làn sóng doanh nghiệp lên sàn chứng khoán. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin được điểm lại những con số về số lượng doanh nghiệp niêm yết tăng thêm trên 3 sàn giao dịch chứng khoán HOSE, HNX và Upcom trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018. Trong năm 2017, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh niêm yết mới 31 cổ phiếu, 15 trái phiếu doanh nghiệp và 2 chứng chỉ quỹ đầu tư, trong đó có những doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, Công ty Cổ phần Vincom Retail. Nhờ đó, thanh khoản thị trường có sự tăng trưởng đáng kể, bình quân đạt gần 5.000 tỷ đồng một phiên, tăng trên 63% so với năm 2016. Cũng trong năm 2017, quy mô thị trường cổ phiếu tăng hơn 75% so với năm 2016, đạt gần 2,6 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 92% vốn hóa toàn thị trường cổ phiếu niêm yết Việt Nam và tương đương 57% GDP. Còn tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX, kết thúc năm 2017 có tổng 384 doanh nghiệp niêm yết với giá trị niêm yết gần 118,25 nghìn tỷ đồng, tăng 7,61% so với cuối năm 2016. Còn tại thị trường Upcom thì tiếp tục tăng trưởng vượt bậc về quy mô và thanh khoản với 285 doanh nghiệp đăng ký giao dịch mới trên Upcom, đã nâng tổng số 690 doanh nghiệp trên Upcom với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt gần 241,6 nghìn tỷ đồng, giá trị vốn hóa thị trường đạt 677,7 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cuối năm 2016 và cao hơn 3 lần HNX. Thực tế là chúng ta đang chứng kiến một cái xu hướng về minh bạch hơn về mặt niêm yết cổ phiếu. Trong vòng 3 năm trở lại đây thì vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam là tăng gấp đôi. Đấy chính là một cái mà chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn mà thị trường chứng khoán đang phát triển mạnh mẽ, khi nhiều hơn các cổ phiếu lên sàn, nhiều hơn các cơ hội đầu tư được minh bạch cho các nhà đầu tư. Một điểm nổi bật đó là năm 2017 có tới 11 doanh nghiệp ngành bất động sản lên sàn chứng khoán. Có thể kể đến những cái tên như Công ty Cổ phần Vincom Retail, Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest, Công ty Cổ phần Everland, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Core, Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung và Công ty Cổ phần COSI, v.v. Điều này cho thấy nhiều doanh nghiệp bất động sản đã chuyển hướng từ vốn vay ngân hàng sang huy động vốn trên sàn chứng khoán. Cần huy động một số các nhà đầu tư, các nguồn vốn khác để đảm bảo triển khai đồng loạt các dự án này trong cái giai đoạn tiếp theo. Chính vì vậy, chúng tôi đã quyết định niêm yết sàn chứng khoán. Cái này là tín hiệu tốt cho cả hai lĩnh vực. Thứ nhất, đối với thị trường chứng khoán thì chúng ta có thêm những cái hàng hóa chất lượng, đồng thời là cũng phù hợp với cái giai đoạn phát triển của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản. Ngoài ra, trong năm 2017 còn có 4 ngân hàng lên sàn như Ngân hàng VIB, Ngân hàng Kiên Long Bank, VB Bank và Liên Việt Post Bank. Đây là cũng là một cái bước phát triển rất lớn của thị trường chứng khoán trong cái xu thế mà các cái ngân hàng cổ phần tiếp tục niêm yết trên thị trường để đảm bảo cái tính minh bạch. Bởi vì hiện nay thì hầu hết các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam thì đều có rất là nhiều cổ đông nhỏ lẻ. Thì năm nay là chúng tôi chứng kiến là rất là nhiều các ngân hàng đang đưa cổ phiếu của mình được niêm yết trên có thể là thị trường Upcom, thị trường sàn Hồ Chí Minh hoặc thị trường sàn HNX. Thì đây là những cái động thái rất là tốt của các cái ngân hàng đó để hỗ trợ cho các cổ đông. Có thể thấy là khi mà cổ phiếu lên tham gia đăng ký giao dịch thì cái tính thanh khoản của cổ phiếu sẽ được tăng lên, và như vậy thì nó sẽ giúp cho quá trình đấu giá cổ phần của các doanh nghiệp cổ phần hóa sẽ được tăng lên. Và chúng tôi thấy rằng là việc tham gia như vậy thì trong tương lai các doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp tham gia cũng sẽ là gia tăng nhiều hơn. Bởi vì hiện nay thì cái số lượng hồ sơ mà chúng tôi đang xử lý để cho lên đăng ký giao dịch Upcom vẫn đang còn khá là nhiều. Và dần dần thì các doanh nghiệp đang cổ số lượng cổ phần hóa mà chưa tham gia cũng rất là nhiều. Thì tôi hy vọng là với một cái xu hướng như thế này thì các doanh nghiệp chưa tham gia thị trường chứng khoán
chưa đăng ký dịch hoặc chưa đăng ký nhất cũng sẽ tiếp tục thực hiện tham gia trên thị trường chứng khoán để minh bạch hóa và công khai hóa các hoạt động của mình. Đầu năm 2018, mặc dù chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng những doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn chứng khoán có thể kể đến như Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco 36 triệu cổ phiếu trên HOSE, Ngân hàng Thương mại Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HD Bank 981 triệu cổ phiếu HDB trên HOSE, Ngân hàng TP Bank niêm yết 555 triệu cổ phiếu trên HOSE, Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện 9,2 triệu cổ phiếu trên Upcom, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT 40 triệu cổ phiếu trên HOSE và chứng khoán HFT 10 triệu cổ phiếu trên Upcom. Mục tiêu của việc lên sàn là nâng cao tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp, trong hoạt động kinh doanh công ty, đồng thời hướng tới phát triển công ty một cách bền vững và dài hạn, và qua đó là sẽ hấp dẫn thêm khách hàng và thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Thế cái thời điểm gần đây thì thị trường chứng khoán Việt Nam rất là sôi động và thu hút được rất là nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. Tôi thấy cái dòng vốn của nước ngoài đổ vào Việt Nam rất là nhiều. Tôi cũng đã từng đi tham dự các cái buổi hội nghị các nhà đầu tư ở Bangkok hay là ở London, thì cũng nhìn thấy là cái sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài rất là nhiều cho thị trường Việt Nam. Thì tôi nghĩ đó là một tín hiệu rất là tốt để các cái công ty Việt Nam có thể tiếp cận được các cái nguồn vốn của nước ngoài để có thể tăng trưởng phát triển trong tương lai. Kinh tế vĩ mô tăng trưởng cùng với chuyển động tích cực của thị trường chứng khoán từ đầu năm 2017 đến nay là yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp tự tin hơn trong huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu và niêm yết trên sàn chứng khoán. Trong năm 2017, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự phát triển ngoài mong đợi, với VN Index tăng hơn 48% và HNX Index tăng gần 46%, thuộc top thị trường tăng trưởng mạnh nhất thế giới trong năm qua. Đà tăng của thị trường chứng khoán năm qua nhận được sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VNM, SAB, GAS, nhóm ngân hàng, cũng như các cổ phiếu mới niêm yết trên sàn chứng khoán. Thị trường chứng khoán thuận lợi tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lên sàn chứng khoán để huy động vốn. Theo giới phân tích, thì thị trường chứng khoán vẫn đang tiếp tục có sức hút mạnh đối với các doanh nghiệp trong thời gian tới. Ngoài các tên tuổi trên, trong thời gian tới sẽ có ít nhất 4 doanh nghiệp cũng có kế hoạch đưa cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán là Senland, MBLand và BID Group. Và bất động sản Hải Phát trong đại hội đồng cổ đông mới đây cũng xin ý kiến cổ đông niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE trong thời gian tới để tăng quy mô vốn và giá trị vốn hóa. Quy mô vốn điều lệ đến năm 2022 đạt khoảng 4.000 đến 5.000 tỷ đồng. Giá trị vốn hóa đến 2022 từ 25.000 đến 30.000 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức bình quân từ 10 đến 20% một năm. Công ty chứng khoán Tân Việt cũng đang trình cổ đông các phương án tăng vốn điều lệ để có kế hoạch niêm yết trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai gần. Đương nhiên là một đơn vị khi mà niêm yết trên sàn thì luôn luôn mong muốn rằng là có những cái kỳ vọng tốt nhất. Chúng tôi hy vọng rằng với cái sự chuẩn bị của chúng tôi, với cái tiềm lực tài chính cũng như là những cái hiệu quả trong cái kết quả kinh doanh của chúng tôi trong những năm gần đây đã đáp ứng đầy đủ những cái nhu cầu của Ủy ban chứng khoán về chấp thuận những cái điều kiện niêm yết cũng như là minh bạch về tài chính, thì chúng tôi nghĩ rằng là với điều kiện của thị trường năm nay cũng như là cái hiệu quả kinh hoạt động kinh doanh trong quý 1 của Tân Việt thì chắc chắn rằng là trong năm 2018 chúng tôi sẽ kỳ vọng rằng mang đến cho nhà đầu tư những cái hiệu quả về cơ hội đầu tư rất là lớn. Lãnh đạo sàn chứng khoán Hà Nội cũng chia sẻ, làn sóng doanh nghiệp lên sàn ngày càng nhiều, mặc dù đơn sàn phải tuân thủ các quy định khá khắt khe nhưng doanh nghiệp sẽ huy động được vốn giá rẻ. Cái việc mà họ sử dụng thị trường chứng khoán như một kênh huy động vốn chắc chắn là bị hạn chế. Bởi vì sao? Thì thứ nhất là quy định nghiêm ngặt đấy, khi mà phát hành thêm. Chưa kể rằng là sau khi phát hành thêm là họ sẽ một loạt những cái quy định khác. Ví dụ họ cũng phải tuân thủ rồi cả về kiểm toán đúng không ạ? Rồi cả về công bố thông tin, rồi cả về cái câu chuyện là cái dự án của họ khi họ phát hành thêm thì nó như thế nào vân vân. Tức là rất nhiều thứ đi theo mà bắt buộc là họ phải chuẩn chỉnh để mà huy động được vốn, được chấp thuận huy động được vốn, và huy động được vốn xong rồi họ lại vẫn phải tiếp tục tuân thủ theo những quy định đấy. Đến thời điểm này, cái chính sách cổ phần hóa của Việt Nam ấy nó đã tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều cho nhà đầu tư nước ngoài để tham gia thị trường. Thứ hai nữa là quy mô của các đợt bán vốn nó đủ lớn để tạo nên cái sự hấp dẫn cho nhà đầu tư nước ngoài. Và cái thứ ba ở đây ấy là tài sản được đem ra bán, cụ thể là cổ phần của các doanh nghiệp được đem ra bán trong cái đợt thoái vốn từ năm 2017 đến 2020, phần lớn là những doanh nghiệp rất tốt.
Ngoài ra vào ngày 4 tháng 6 tới, Techcombank dự kiến niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Đây tiếp tục là một trong những ngân hàng lớn lên sàn sau TB Bank và HD Bank, thêm một nguồn hàng dồi dào trên sàn chứng khoán. Thưa quý vị, khi có các doanh nghiệp đưa cổ phiếu lên sàn niêm yết chắc chắn sẽ đem lại nhiều điểm cộng như tăng quy mô, gia tăng lượng hàng hóa chất lượng hay đa dạng lựa chọn cho giới đầu tư. Tuy nhiên, khi có quá nhiều các doanh nghiệp đua nhau lên sàn thì vấn đề cung vượt quá cầu lại được đặt ra. Vậy ở thời điểm hiện tại, thị trường chứng khoán Việt Nam có đủ sức hấp thụ hết các lượng hàng hóa mới hay không? Mời quý vị đi tìm câu trả lời trong phóng sự ngay sau đây. Kể từ cuối năm 2016 đến năm 2017 và ở thời điểm hiện tại là năm 2018, đã có không ít doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế đưa cổ phiếu lên sàn niêm yết. Điều này giúp thị trường chứng khoán tăng mạnh cả về lượng và chất. Đồng thời, điều này cũng giúp cho giới đầu tư trong và ngoài nước có thể đa dạng danh mục đầu tư, sẵn sàng đổ tiền vào những hàng hóa chất lượng trên sàn. Nếu như mà các bạn tham gia thị trường thì cũng thấy rằng là trong năm 2017 và năm 2018 thì số lượng các doanh nghiệp lên sàn nó đã ít hơn rất nhiều so với những năm trước, và đặc biệt là những doanh nghiệp lên sàn thì có cái kết quả kinh doanh cũng như là nội lực của doanh nghiệp tốt hơn rất là nhiều. Chính vì thế rằng tôi nghĩ rằng là việc niêm yết của các doanh nghiệp tốt trên sàn là cái sự minh bạch của thị trường cũng như là minh bạch tài chính, là cơ hội cho các nhà đầu tư lựa chọn được cái cổ phiếu mà tốt trên thị trường. Tôi nghĩ rằng là cái điều này, cái xu hướng này sẽ tiếp tục duy trì vào nửa cuối năm 2018, khi mà cái cổ phiếu mà có thể lên sàn trong cái giai đoạn này đều là những cổ phiếu mà rất là chất lượng, và điều này cho thấy là cái quy mô của thị trường chúng ta có thể đang gia tăng lên cả về chất cả về lượng, và nó sẽ nằm trong một cái kỳ vọng lớn hơn là chúng ta có thể nâng hạ thị trường lên lên nhóm thị trường mới nổi. Và nếu mà trong kịch bản này xảy ra thì cái lượng vốn đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường niêm yết chúng ta sẽ còn lớn hơn rất nhiều nữa. Và khi mà thị trường chứng khoán nó đã lớn mạnh và nó đã trở thành một cái kênh đầu tư hấp dẫn thì nó sẽ tạo một cái lực hút đối với cái lực cầu của các nhà đầu tư trong nước tham gia vào thị trường. Với sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp lớn cùng quy mô tăng mạnh của thị trường thời gian qua, các chuyên gia cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đủ sức để hấp thụ lượng hàng hóa mới. Theo quan sát của tôi trong quá khứ, trong khoảng 2 năm trở lại đây, thì thực ra là cái xu hướng lên sàn niêm yết đã xảy ra tương đối là dồn dập, đặc biệt là trong năm 2017. Và không những là không ảnh hưởng xấu đến thị trường mà còn hỗ trợ thị trường tăng điểm. Và chúng ta có thể nói là không sợ là thị trường không đủ cầu để đáp ứng cái nguồn cung, mà chỉ sợ là chúng ta không có đủ hàng hóa chất lượng để thu hút được nhà đầu tư, bởi vì cái nguồn vốn ở trong dân còn rất là nhiều, rất là dồi dào. Và quan trọng là thị trường chứng khoán phải gia tăng thêm các cái hàng hóa chất lượng cùng với là cái mức độ minh bạch của thị trường phải được cải thiện. Còn tôi nghĩ rằng là không có cái chuyện là cung vượt quá cầu, bởi vì là đối với doanh nghiệp tốt thì luôn luôn là cái kỳ vọng đầu tư lớn, cũng như là với cái sự vận động của thị trường cũng như là các cái yêu cầu về pháp lý của Ủy ban chứng khoán ngày một chặt chẽ hơn, ngày một minh bạch hơn về tài chính, thì tôi nghĩ cái việc các doanh nghiệp lên sàn sẽ là cơ hội mới cho nhà đầu tư. Cũng có ý kiến cho rằng sự lên sàn của những doanh nghiệp lớn có thể sẽ tác động đến thị trường do sự tái cơ cấu danh mục đầu tư xảy ra. Tuy nhiên, tác động này sẽ chỉ xuất hiện trong ngắn hạn. Cái ngắn hạn đấy thì cũng có thể là dẫn đến những cái biến động rất là lớn của thị trường. Tôi ví dụ như là cái sự kiện mà một số cái doanh nghiệp lớn như là Vinhome chẳng hạn sắp sửa niêm yết đấy, cũng dẫn đến là rất là nhiều quỹ đầu tư họ buộc phải bán ra trên sàn để họ chuẩn bị cho vốn cho cái việc IPO của Vinhome chẳng hạn, cũng làm ảnh hưởng rất là mạnh đến thị trường trong thời gian vừa qua. Như vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam đã và đang sẵn sàng đón nhận thêm nhiều hàng hóa mới lên sàn. Lo ngại cung vượt cầu cũng sẽ khó xảy ra khi thị trường chứng khoán Việt Nam đã dần trở thành một trong những kênh đầu tư hấp dẫn đối với cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn. Và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.